Hôm nay mình đi hái trái berry. Thì trái berry nó màu đen, mình cũng không biết tên tiếng Việt Nam nó là gì. Bên đây berry có rất là nhiều loại, như là màu màu hồng, màu đỏ, màu đen và còn có màu vàng nữa. Thì trái berry ở đây nó cứ mọc dại xung quanh nhà, hoặc là ở chỗ này là đất của chính phủ, người ta trồng cây và giống như là trồng rừng thôi. Thì mọi người có thể đi đến đây và cứ tự do hái trái và làm mứt nè, hoặc là chỉ ăn chơi để có nhiều vitamin C. Đây mọi người ơi, mình đã tìm được một bụi berry rồi. Cái này nó chưa có chín đâu. Nếu mà nó chín thì nó là màu đen. Có rất là nhiều luôn. Thì còn ở phía trong xa kia nữa và mình không có đi vào được. Chỉ có mình có thể hái ở gần gần chỗ này thôi. Ồ, ở đây cũng rất là nhiều luôn nè. Ở đây ha. Thì cái cây này nó có gai, là khi nó chín trái nó sẽ là màu đen, còn nếu cái loại cây không có gai trái nó sẽ là màu hồng, nên khi mình hái mình phải rất là cẩn thận, nếu không là bị đâm rất là đau. Can you come closer, please? Đó, mấy trái màu đen đều như cái này là mình có thể hái được rồi nè. Mà phải rất cẩn thận nha, tại vì gai nó rất là nhọn và lớn. Những trái đỏ như thế này là mình chưa có hái được đâu nè, mình phải chờ cho nó đen giống như thế này thì mình mới hái được. Và cả khi nó cũng còn đỏ một vài đốm như thế này là nó chưa có đến lúc để mình hái đâu à. Nó phải đen như thế này nè. Và trái nó mềm thì nó sẽ ngọt hơn là những trái cứng. Sẽ làm mứt berry và dâu để ăn với bánh mì hoặc là sữa chua cũng rất là ngon. Okay. Trong sâu thì nó sẽ càng có nhiều trái chín, tại vì nó khó cho mình hái cho nên nó chín nhiều.
Mình đã hái xong rồi đây. Đây là thành quả của ngày hôm nay. Và bây giờ mình sẽ về. Và sau đó mình sẽ nấu mứt cùng dâu tây để ăn sáng ha. Chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video clip ngày hôm nay nha. Bye bye. Xong rồi, bây giờ mình đi về nhà thôi nào. Bye bye. Hẹn ngày mai gặp lại nha, bạn mèo.